bóng đá có rất nhiều tiền vệ tài năng. Tuy nhiên, dưới đây sẽ là 5 tiền vệ đẳng cấp nhất nhưng thường xuyên dính chấn thương. Đứng số 1 là McElroy của Dortmund. McElroy thi đấu ở đẳng cấp thế giới theo mọi nghĩa và có thể một tay định đoạt kết quả trận đấu trong trạng thái hoàn toàn sung sức. Thật không may, chấn thương không bao giờ cho phép McElroy khai phá hết tiềm năng thực sự của bản thân. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, McElroy chỉ góp mặt 74 trận đấu tại Bundesliga, ngồi ngoài sân gần như tất cả các trận còn lại vì chấn thương hoặc vấn đề thể lực. Nhưng trong số 74 trận đấu đó, anh chỉ ghi 42 bàn và cung cấp 23 đường kiến tạo và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Dortmund. Xếp thứ hai là Paul Pogba của Manchester United. Số 6 là một cầu thủ gây tranh cãi đối với cả Pháp và nhà vô địch World Cup 2018. Dường như luôn có một phong độ tốt nhất, tuy nhiên trong màu áo Manchester, anh thường tỏ ra uể oải vô luật, hiếm khi thể hiện đúng khả năng. Ngoài thái độ gây tranh cãi, Pogba thường dễ bị chấn thương hành hạ hơn hầu hết các đồng đội, đồng nghiệp. Cầu thủ người Pháp đã bỏ lỡ 10 trận ở Premier League mùa này chỉ riêng với chấn thương để gân khoeo. Xếp thứ 3 là Thiago Alcántara của Liverpool. Cầu thủ người Tây Ban Nha là một trong trường hợp gây tiếc nuối. Cựu Barca và Bayern Munich được đánh giá là mẫu tiền vệ hay nhất thời đỉnh cao. Đáng buồn thay, Thiago không thể ra sân thường xuyên. Thiago mới chỉ ra sân 11 trận cho Liverpool ở mùa này. Đầu tiên, anh bỏ lỡ 5 trận do chấn thương cơ bắp và ngồi ngoài 4 trận do dương tính với Covid-19. Với Thiago, Liverpool chỉ đánh rơi 5 điểm mùa này, trong khi họ mất tới 10 điểm khi không có anh trên sân. Xếp thứ 4 là Marco Verratti của Dortmund. Khả năng phân phối của Verratti là phi thường, anh có thể cung cấp cho đường truyền thủng hàng phòng ngự mọi lúc mọi nơi. Thật tiếc khi PSG ít khi chứng kiến sự xuất sắc của Verratti duy trì được phong độ trong khoảng thời gian dài. Mùa trước, Verratti vắng 15 trận tại League 1 vì nhiều chấn thương khác nhau. Thiếu vắng anh, PSG đánh rơi 11 điểm và chứng kiến Peter đoạt chức vô địch giải đấu. Thứ 5 là Kanté của Chelsea. Số 7 của Chelsea là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League. Từ việc đưa Leicester City đến chức vô địch để giúp The Blue lần thứ 2 đăng quang Champions League, Kanté đều làm được tất cả. Kanté có thể, nếu tránh được những vấn đề về chấn thương, hàng loạt ca chấn thương và các vấn đề đầu gối và Covid, khiến nhà quân kim vô địch 2018 bỏ lỡ 9 trận đấu trên mọi đấu trường.